sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa ạ? Và chúng mình sẽ đợi thêm 2 phút nữa nhá. Các bạn ơi các em có biết không, đây là buổi học đầu tiên mà chị Yên quay lại à, sau thời gian mà chị à, nghỉ sinh em bé, đón chào một niềm hạnh phúc rất tuyệt vời. Thế nên là bây giờ là trong buổi ngày hôm nay xin hứa là bao nhiêu những cái nguồn năng lượng, à, bao nhiêu những cái sự nhiệt huyết được nghỉ ngơi trong thời gian vừa qua để đón chào một tình yêu bé nhỏ thì chị rất là mong là sẽ có thể gọi là lan tỏa một cái năng lượng thật là tích cực đến cho các bạn à, lâu rồi không gặp chị đúng rồi <laughs> các bạn ơi à, chị có nhóm Zalo không ạ à? à các em ơi thật ra là bây giờ ấy, thì à, chủ yếu nhá chủ yếu là À, các bạn ở trong các khóa học thì sẽ có các cái group ừ, còn lại các em có thể tham gia vào một cái cộng đồng Zalo ạ. Hiện tại là vẫn đang có một cái cộng đồng Zalo mà để tổ chức các buổi workshop trong chuỗi những cái workshop miễn phí bảo văn chị Hiên tổ chức trong năm nay đấy thì các em cũng có thể tham gia nha. Được không ạ? Các em ơi không biết là bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng để có thể đến với buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên chưa? Các em đã sẵn sàng chưa? Và trong lúc mà đợi thêm khoảng một phút nữa thì xin phép cho chị Hiên được trao đổi một chút xíu. À, cái này sẽ là thông tin cho những bạn nào cần thôi. Hoặc là có thể các bạn sẽ cân nhắc sau buổi ngày hôm nay xem là có nên lựa chọn hay không. Thì hiện tại chị Hiên đang có một cái khóa học sẽ khai giảng vào tháng 11 này. Đó là khóa học kỹ năng viết nghị luận chuyên sâu dành cho lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Đây sẽ là khóa học để các bạn có thể hình thành được à, cái hiểu biết của mình về những cái dạng đề văn nghị luận sẽ gặp trong chương trình trung học phổ thông và đặc biệt là những dạng mà chúng ta sẽ học trong cái cấu trúc đề tham khảo đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình mới 2018 à, các bạn lớp 10 lớp 11 và lớp 12 sẽ đều có thể tham gia và hình thức học sẽ học như thế này học qua zoom cùng với chị hôm nay coi như sẽ là một cái buổi để các bạn cùng học với chị Hiên xem có phù hợp hay không. Đó, được không ạ? Và trong ngày hôm nay thì sẽ có cái ưu đãi học phí đã là 599.000 rồi. Các bạn sẽ được tặng thêm một voucher giảm thêm 100.000 nữa. Có nghĩa là chỉ có 499 thôi. Duy nhất trong ngày hôm nay ạ. Các em có thể cân nhắc. Một phút cho quảng cáo đã kết thúc. Còn bây giờ thì chị sẽ quay trở lại với nội dung mà chị đã rất kỳ công để chuẩn bị cho các bạn trong buổi ngày hôm nay. Đó là chị sẽ hướng dẫn các bạn viết đoạn văn nghị luận văn học theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Ok không ạ? Chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Hiện tại bây giờ là 100 bạn rồi. Chỉ có 100 bạn được tham gia thôi ạ. Nên là nếu như bạn nào mà vô tình mà ao ra nhá thì chị chưa chắc là các em đã quay trở lại được. Được không ạ? À? Chưa chắc là quay trở lại được nha Đó, thế nên là chúng mình ơi Hãy ở lại đây cùng với chị Được không ạ? À? Đừng có ao ra Bởi vì ao ra là ngay lập tức có thể mất slot ngay Được không nào? Ok chưa ạ? À? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu. Các em cứ suy nghĩ, cứ cân nhắc. Một lát nữa sau khi buổi học kết thúc, các bạn có thể đăng ký và chị đã nói rồi. Trong ngày hôm nay sẽ là ngày duy nhất chúng mình được tặng thêm một voucher cho khóa học này. Dự kiến của khóa học này sẽ rơi vào khoảng 20 buổi học các bạn ạ. Sẽ rơi vào khoảng 20 buổi học và học phí duy nhất trong ngày hôm nay sẽ là 499, chúng mình có thể cân nhắc nhé. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với một buổi học mô phỏng nói là mô phỏng thôi nhưng rất đầy đủ để các bạn định hình được trong khóa kỹ năng viết chúng mình sẽ làm gì cùng với nhau nhé nếu đã sẵn sàng con mừng sẵn sàng để chúng ta cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay ạ à. sẵn sàng chưa các em <laughs> nào rất là năng lượng rồi rất là muốn được chia sẻ rồi à, rất là muốn trao đổi rồi ok không ạ à? à đấy là đối với à, ok ạ à. nào các bạn sao lại buồn chị gì đấy đấy là đây là duy nhất trong buổi ngày hôm nay nha Còn hôm trước, những ngày trước là học phí đã là 599 rồi Có vẻ là các bạn ấy sẽ gọi là Hên hơn một chút thôi, đừng có buồn chị Mà hãy vui bởi vì chúng ta sẽ gặp nhau trong lớp học Chắc chắn là như vậy Và chị sẽ mang tới cho em những gì các em cần Nên là trường trung học cơ sở Quảng Phú ơi Đừng buồn chị nha Được không ạ? À? Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá, Sẵn sàng Các bạn ơi Hôm vừa rồi thì Bộ Giáo dục đã đưa ra đề tham khảo. Và các bạn đã xem đề đó chưa ạ? Những bạn nào đã xem đề rồi giơ tay chị xem. Đây không phải là lần đầu tiên mà Bộ Giáo dục đưa ra đề tham khảo. Đúng không? Đây không phải lần đầu tiên. Trước đấy, Bộ Giáo dục cũng đã đưa ra một đề tham khảo trước đó rồi. Ôi bạn nào đang vẽ vào màn hình của chị đây? Đừng vẽ vào màn hình của chị nhá. Đúng không? Trước đó chúng ta có một cái đề này. Đúng không ạ? Đây chính là cái đề mà các bạn có thể thấy là à uh, đây là đề gọi là tham khảo cho cái đề kiểm tra. Đó, một cái đề kiểm tra đề minh họa kiểm tra. Thì về cơ bản các bạn thấy rằng là từ lần 1 cho đến lần 2 thì cấu trúc của đề thi của chúng ta vẫn là 4 2 và 4. Đúng không ạ? 4 2 và 4 chúng ta sẽ đến với cái đề gần nhất nhá, chúng ta sẽ đến với cái đề gần nhất. Đó là cái đề mà Bộ Giáo dục vừa tung ra mấy ngày trước đây. Đúng không ạ? Đó, ở đây nhá, các bạn sẽ chú ý này, các bạn sẽ chú ý nhá. Đây ạ, chúng mình sẽ có ở đây này. Đó là đối với cái đoạn văn nghị luận văn học tức là nó thuộc phần viết và phần viết này là có 6 điểm. Đúng không? Phần viết này là có 6 điểm. Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là chúng ta có cái câu 1 ở đây, chính là cái câu mà chúng ta đang quan tâm. Đó là viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ phân tích hình ảnh Hà Nội qua cảm nhận của nhân vật chữ tình anh trong đoạn trích ở phần đọc hiểu. Đúng không? Thì ở trên này chúng ta có một cái trích đoạn thuộc một bài thơ đó là một thân cây, một tàng lá, một bông hoa của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. Phải không ạ? À? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là gì? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là chúng ta có thể thấy được rằng là có vẻ như là cái cấu trúc của đề thi theo cái định hướng chương trình phổ thông 2018 bây giờ đã có một cái sự thay đổi. Nếu như trước đấy, chúng ta thường sẽ là viết bài nghị luận văn học. Thì bây giờ chúng ta lại được yêu cầu viết đoạn văn nghị luận văn học đúng không ạ? Bây giờ chị sẽ hỏi các bạn cái này, có lẽ là điều này thì sẽ gần gũi hơn với chúng mình. Đấy là trước đấy là các bạn có được học viết đoạn văn rồi. Và các bạn thường viết đoạn văn của dạng nào nhỉ? Nghị luận gì nhỉ? Các bạn thường viết, các bạn thường viết đoạn văn của dạng nào? Các bạn thường viết đoạn văn của dạng nào nhỉ? À, thường viết đoạn văn của dạng nào? À dạng nào ạ? chính xác nghị luận xã hội. Nhưng ở đây có bao nhiêu bạn vẫn luôn bị nhầm tưởng rằng đó là viết đoạn văn nghị luận xã hội nhưng thực tế là tôi đang viết một bài văn thu nhỏ không ạ? Đã có bạn nào từng rơi vào một trường hợp đó là chúng ta rõ ràng là được yêu cầu viết đoạn văn và có một cái giới hạn về dung lượng ví dụ khoảng 150 chữ, 200 chữ, 300 chữ thế nhưng chúng ta lại bị rơi vào một cái trường hợp đó là chúng ta viết một bài văn thu nhỏ có nghĩa là ví dụ người ta cho một cái đề à, nghị luận à, xã hội à, về một cái khía cạnh đó là ý nghĩa của niềm đam mê chẳng hạn thế là mình đi viết một bài văn theo đúng cái cấu trúc của à, nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý nhưng bản chất là mình chỉ viết ngắn từng cái phần đó thôi có bạn nào bị rơi vào cái trường hợp đấy không ạ rất nhiều đúng không rất nhiều đúng không ạ và các bạn ơi đó cũng là một cái vấn đề mà chị cần phải lưu ý ngay và luôn cho chúng mình khi chúng ta viết đoạn văn nghị luận văn học ở trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ có những nội dung chính sau sẽ được trao đổi cùng với nhau thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu khái quát chung về đoạn văn được không ạ về đoạn văn nghị luận. Đây là vấn đề thứ nhất. Sau đó, chúng ta sẽ đi đến các cái yếu tố trong từng thể loại. Được không ạ? À? Yếu tố trong từng thể loại có thể xuất hiện ở đề bài. Bởi vì bản chất các bạn phải hiểu là bây giờ nếu như đối với một cái dung lượng đoạn văn khoảng 200 chữ ấy người ta sẽ không bao giờ có thể gọi là ôm đồm được rằng là người ta hỏi các bạn làm một cái vấn đề gì đấy nó quá lớn. Mà thường là người ta sẽ chỉ hỏi về một cái yếu tố nào đó, một cái đơn vị kiến thức nào đó được lấy ra nổi bật ở trên cái văn bản đó thôi. Ok chưa ạ? Mà bây giờ thì chương trình mới là các bạn đang học theo đặc trưng các thể loại. Các bạn đang học chủ yếu và cũng theo cái giới hạn chương trình thì các bạn sẽ học gì? Các bạn sẽ học truyện, các bạn sẽ học thơ, các bạn sẽ học ký, các bạn sẽ học kịch. Đấy sẽ là những cái nội dung, những cái thể loại cơ bản mà các bạn sẽ cần phải viết được những đoạn văn nghị luận xã hội về một cái yếu tố nào đó trong các cái thể loại đấy. Nhưng mà có một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy được rằng là khi mà chúng ta đọc, khi mà các bạn đọc về tri thức ngữ văn của các thể loại trong các bộ sách ở đây các em đang học bộ sách nào ạ? Các bạn đang học bộ sách nào ạ? Là kết nối tri thức là chân trời sáng tạo à, hay là cánh diều ạ? Thì chúng ta thấy có một cái vấn đề khá là nhức đầu. Đó là khi chúng ta được học các cái yếu tố về đặc trưng thể loại, các yếu tố thì có nhiều trường hợp là gì ạ? Có nhiều trường hợp là cái hệ thống à, về kiến thức liên quan tới đặc trưng thể loại giữa các bộ sách lại không thống nhất với nhau. Nên thành ra là đó cũng là một cái căn cứ để một lát nữa chúng ta sẽ tóm gọn là được một số những cái vấn đề nổi bật hay gọi là những cái yếu tố nổi bật trong đặc trưng thể loại trong rất là nhiều những cái yếu tố thuộc từng thể loại mà chị vừa đề cập. Nói chung là các bạn phải xác định tinh thần nhá. Viết đoạn văn nghị luận, văn học không khó cái khó nhất là chúng ta phải xây nền tức là bản thân chúng ta phải là người nắm trong tay tri thức về đặc trưng thể loại ví dụ người ta hỏi về một cái yếu tố liên quan tới nhân vật trữ tình thì các em phải có kiến thức về cái yếu tố đó ở trong thơ được không ạ à? À, nói chung là một lát nữa chị sẽ trao đổi nhưng các bạn hiểu được giúp chị là như vậy nhé à, vậy không có bài văn nghị luận văn học nữa hà chị Thật ra thì các bạn sẽ chú ý điều này giúp chị nhé. Đề mà vừa được tung ra chỉ ghi là đề tham khảo thôi. Còn những cái đề mà các bạn có nhớ những năm trước không? Tức là trước khi mà cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra thì bao giờ Bộ cũng sẽ tung ra một cái đề. Và gọi đó là đề gì ạ? Gọi đó là đề minh họa. Phải là đề minh họa thì chúng ta mới chắc chắn được 100% cấu trúc được không ạ? Còn là đề tham khảo thì uh, chia sẻ thật lòng là chúng ta cũng chỉ có thể dám tự tin đến khoảng 60 70% thôi. Vì đặc biệt đối với các bạn 2K7 thì các em thấy được rằng là bên cạnh cái dạng này thì các em còn thấy là các bạn đang học một cái dạng được coi là xuyên suốt trong cái quá trình học lớp 12 của các em đó là dạng gì? Dạng so sánh đúng không? Nên cũng có thể là người ta sẽ yêu cầu các bạn viết đoạn nhưng cũng có thể là người ta sẽ cho thêm cả cái yếu tố so sánh vào nữa đương nhiên là chúng ta thì nói thật chia sẻ thật lòng với nhau là có vẻ là các bạn thì cũng không mong muốn cái điều đó bởi vì thực sự là nếu như mà gì ạ nếu như mà người ta cho thêm cái yếu tố so sánh nữa thì khá là khó cho chúng ta đấy đúng không khá là khó đấy bởi vì thật sự chia sẻ là đối với cái đề như thế này đối với một cái dạng khá là mới mẻ như thế này thì các bạn cũng đang gọi là trời chật rồi cũng đang cảm thấy rất mông lung chưa viết được như thế nào rồi đúng không ạ từ trước đến giờ thì phải nói rằng là điểm 2, điểm 3, tức là cái số điểm mà dưới năm á, ở trong môn văn thì rất là ít thế nhưng mà dạo gần đây thì có khá là nhiều các bạn học sinh nhắn về cho chị và các bạn ấy nói rằng là thậm chí các bạn ấy được hai điểm môn văn ba điểm môn văn bởi vì là các em thấy là chúng ta học bây giờ khác rồi không giống như trước nữa trước là chỉ có bằng ấy tác phẩm chỉ có một hai dạng chính và chúng ta đã nằm lòng về cái cách viết cũng như là rất là hiểu về văn bản thông qua cái sự chia sẻ hướng dẫn của thầy cô rồi còn bây giờ những cái văn bản xuất hiện ở trong đề thi hoàn toàn là những văn bản mới có hên thì đó là những cái văn bản mà chúng ta đã từng đọc mở rộng và đọc qua thôi đúng không thế nên là thành ra là các bạn sẽ chú ý là ở thời điểm hiện tại nếu như mà để nói rằng là mình học tủ thì không có chuyện đấy đâu chẳng có thầy cô nào khuyến khích chúng ta học tủ kể cả là trong chương trình cũ và đặc biệt đến trong chương trình mới này thì bắt buộc các bạn phải học văn và các bạn phải có tư duy làm bài các em ạ điều đấy vô cùng quan trọng thì mấy nữa người ta lại cho đề minh họa cũng chưa biết được cái này đâu thùy dung ơi về cơ bản thì đã hai lần tung ra đề tham khảo thì chúng ta đều thấy là cấu trúc sẽ là bốn hai bốn và chúng ta đều thấy là sẽ viết đoạn văn nghị luận văn học tức là đến thời điểm hiện tại có thể chắc từ 60 đến 80 về cái cấu trúc đề rồi nhưng mà đương nhiên là chúng ta cũng chưa hẳn đã có thể loại trừ được ạ vậy nên là các bạn sẽ chú ý nhá được không nào các bạn sẽ chú ý giúp cho chị điều này điều này nhá ok À, một lát nữa chị Hiên sẽ giải đáp. <laughs> một lát nữa chị Yên sẽ giải đáp nhá các bạn nhá. Được không ạ? Một lát nữa chị sẽ giải đáp thêm ở trong phần cuối còn bây giờ thì hãy để cho chị có thời gian chia sẻ những gì chị đã chuẩn bị cho chúng mình. Trời ơi, mới bắt đầu buổi ngày hôm nay thôi mà chị đã thấy được một cái không khí rất là sôi động, thực sự rất là sôi động. Và đó cũng là một cái điều mà chị thấy được rằng là vui lắm, phấn khởi. Bởi vì các em đang đã đang thực sự quan tâm tới việc học Nguy hiểm nhất là biết nó khó nhưng mình vẫn thờ ơ. Nên chị mong rằng là tất cả các bạn ngày hôm nay bên cạnh việc là chúng mình được chia sẻ kiến thức thì các bạn sẽ có thêm một cái động lực và một cái năng lượng thật là tốt để chúng ta lăn xả vào chương trình mới nhá. Được không ạ? À? Ok không nào? <laughs> à thấy chị vui nhưng em cũng vui không kém ạ. À? à rồi ok. Các bạn ơi thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục nhá. Chị đang trao đổi về những nội dung mà chúng mình sẽ làm rõ ở trong buổi ngày hôm nay thì thứ nhất sẽ là khái quát chung về đoạn văn nghị luận thứ hai là yếu tố trong từng thể loại có thể xuất hiện ở đề bài và chúng ta cũng sẽ tinh gọn lại à, dựa theo gọi là những cái phán đoán để xác định những vấn đề có khả năng cao hơn sẽ xuất hiện ở trong đề bài được không ạ à? và thứ ba chúng ta sẽ cùng đến với một cái dạng đó là chúng ta sẽ viết đoạn văn nghị luận văn học của thể loại đó là thể loại thơ ạ à. được không nào ở đây có bạn nào thích thơ không đây sẽ là nội dung mà chúng mình cùng làm nhá đây sẽ là nội dung mà chúng mình cùng làm được không nào và sau đấy thì chị hiên sẽ giao cho chúng mình một cái nhiệm vụ đây sẽ là nhiệm vụ rất là tuyệt vời để các bạn sẽ được thực hành luôn và các bạn sẽ được chấm chữa miễn phí, tất cả đều là miễn phí. Vậy nên bạn nào chưa tham gia group Zalo thì nhanh chóng tham gia group Zalo. Kết thúc buổi ngày hôm nay chị sẽ gửi đề vào group Zalo để các bạn sẽ cùng thực hành với những gì mà chúng mình được học nhá. Ok không ạ? Không không dám tự tin. 200% là sẽ tất cả các bạn sẽ hiểu bài. Nhưng chị dám cam kết là nếu như các bạn thực sự nghiêm túc học tập thì chắc chắn các em cũng sẽ thu lượng được một cái lượng kiến thức nào đó nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần 1 đó là phần khái quát chung. Được không ạ? Trong phần khái quát chung này, chúng ta sẽ có một số những cái lưu ý về đoạn văn nhá và các bạn sẽ chú ý giúp chị là đối với cái nội dung chúng ta có đây là lưu ý về đoạn văn thì ở trong cái cuốn sách của tác giả Nguyễn Quang Ninh vào năm 1993 thì có đề cập đến một số những cái lưu ý về đoạn văn như sau thứ nhất đó là phân đoạn đoạn văn thì sẽ có vai trò à, đó là phân đoạn nội dung phân đoạn các ý trong văn bản và phải có sự hoàn chỉnh nhất định về mặt ý và mặt nội dung. Thế thì các bạn có thể thấy được rằng là từ hai cái nội dung trên được chia sẻ về cách hiểu về đoạn văn. Thì các em cũng định hình được rằng là vậy thì cái nhiệm vụ của chúng ta khi chúng ta viết một đoạn văn là gì nhỉ? Là gì? Là phải thể hiện, phải trình bày được trọn vẹn một nội dung. Đúng không ạ? À? Phải trình bày được trọn vẹn một nội dung các bạn nhé. Cái này sẽ là cái để chúng ta phân biệt đối với gì ạ? Đối với bài văn. Chùi giúp chị là như vậy, được không nào? Tiếp theo là về mặt hình thức thì sẽ giới hạn trong chữ viết hoa lùi vào đầu dòng và chấm xuống dòng. Cái này nó sẽ là một cái lưu ý cho các bạn trong quá trình chúng ta trình bày bài viết của mình. Các em sẽ lưu ý đặc biệt khi chúng ta làm về cái dạng đó là À, bài văn nghị luận về thể loại thơ có rất là nhiều bạn hỏi rằng em có nên hai chấm xuống dòng và trích thơ hay không? Thì dựa vào cái nhận định này, dựa vào cái quan niệm này thì các em sẽ lưu ý giúp chị là chúng ta sẽ không nhá, không được xuống dòng khi viết đoạn. Đó. Chúng ta sẽ không được xuống dòng khi viết đoạn các em nhá. Được chưa ạ? Tức là chúng ta sẽ trích thơ ở trên cái dòng đó luôn chứ không có hai chấm xuống dòng và lùi vào đầu dòng đấy được không nào thì các bạn sẽ chú ý cái này nhá các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá đấy sẽ là những cái lưu ý về đoạn văn và các bạn cũng biết được rằng là nếu như mà nhìn theo cái đề bài thì các em cũng thấy được là người ta thường sẽ giới hạn về dung lượng thường nhá, bây giờ theo cái đề minh họa của chúng ta ấy thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là về mặt dung lượng bây giờ của đoạn văn. Chúng ta đang tập trung ôn tập. Đó sẽ là khoảng 200 chữ. Đó, có nhiều bạn sẽ hỏi câu này. Chị ơi, em viết quá 200 chữ thì có bị trừ điểm không? Có bạn nào cùng câu hỏi không ạ? Có bạn nào cùng câu hỏi không ạ? Em viết quá 200 chữ thì có bị trừ điểm không chị? À, đây là một cái vấn đề mà có rất là nhiều bạn sẽ hỏi. À đúng không ạ? Có rất nhiều bạn sẽ hỏi Thế nhưng mà các bạn phải hiểu điều này này Đại đa thì thầy cô sẽ không có thời gian ngồi để đếm chữ Chắc chắn là như vậy Nên là cái cơ sở để mà trừ điểm của các bạn về dung lượng Thì là rất ít Nhưng không phải vì thế mà chúng ta bị lố quá Có nghĩa là bây giờ chúng ta ước lượng là một đoạn văn khoảng 200 chữ Là khoảng 2 phần 3 mặt giấy thi đi Tầm đấy đi đúng không ạ mà các bạn viết tận hai mặt giấy thi đi thì chẳng cần phải đếm thầy cô cũng có quyền trừ điểm các bạn thế nên là các em ơi các bạn phải chú ý nhá không phải vì cái việc chị nói với các em rằng là đại đa các thầy cô thì sẽ không ngồi đếm chữ nên là không có cơ sở để trừ điểm các bạn mà các bạn viết lố được không ạ chú ý điều đấy thì đấy sẽ là một số những cái lưu ý trước tiên nhá đây sẽ là những cái lưu ý trước tiên về đoạn văn của chúng ta nắm được không đơn giản nhỉ chả có gì đến đây học đến đây là ui dễ thế có gì đâu đúng không ạ có gì đâu phải không nào đó thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là vậy thì sẽ có những cái yêu cầu nào những cái kỹ năng cụ thể nào mà người chấm sẽ đòi hỏi từ các bạn được không ạ à kỹ năng học sinh cần thể hiện trong đoạn văn nghị luận văn học. Nhá, đây cũng là một cái mà các bạn sẽ cần phải lưu ý này. À, thật ra thì có một cái cuốn sách đó là cuốn sách chương trình giáo dục à, chương trình gì ạ? Giáo dục phổ thông 2018 thì cũng đã nếu mà các bạn tham khảo thì cũng đã đề ra về những cái kỹ năng đó về những cái kỹ năng dành cho học sinh mà cần phải đạt được rồi những cái yêu cầu cần phải đạt được rồi được không ạ à? thì ở đây chị cũng có tham khảo thêm một số những cái tài liệu khác để có thể đưa ra cho các bạn về những cái kỹ năng mà chúng ta cần phải thể hiện được trong cái đoạn văn nghị luận xã hội của mình để đạt được một cái số điểm tốt. Về cơ bản thì đề mà các bạn tham khảo mà Bộ Giáo dục vừa tung ra đó là đề gì ạ? Đó là đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Về bản chất thì các bạn sẽ thấy là đây sẽ là đề mà dành cho tất cả các bạn thí sinh lớp 12 trên cả nước, đúng không ạ? Tất cả các bạn thí sinh lớp 12 trên cả nước. Nên là về cơ bản thì đề á uh, chắc chắn rồi, nó sẽ không thể nào quá khó được. Đương nhiên nó vẫn sẽ có sự phân hóa nhưng mà cũng cần sự an toàn. Nên là cái đòi hỏi từ những người chấm bài Đối với cái bài đối với cái bài thi của chúng ta cũng không phải là một cái đòi hỏi nó quá khó hay là nó quá khắt khe giống như là chúng ta thi học sinh giỏi đâu ạ. Vậy thì chúng ta cần phải đạt được những điều gì đây? Thứ nhất nhá. Các bạn sẽ chú ý này, thứ nhất. Đó là học sinh sẽ cần phải sử dụng được một câu chủ đề. Sử dụng được một câu chủ đề được không ạ? à, để gì để giới thiệu nội... để giới thiệu nội dung hay đó chính là ý tưởng chính trong đoạn văn được không ạ à? cái này nó sẽ giống như là cái câu mở đầu của chúng ta ấy. nhá không nên tham lam viết dài tôi không có nhiều thời gian cho phần mở đừng có viết phần mở bốn năm sáu dòng là thôi là bó tay rồi đấy nhá cái thứ hai đó là chúng ta cần phải làm rõ nội dung làm rõ ý tưởng được không ạ à? bằng các bằng chứng được không nào bằng các bằng chứng lý lẽ liên quan được không ạ à? bằng các bằng chứng lý lẽ liên quan được không nào à, và bên cạnh đấy thì chúng ta cũng phải sử dụng được cái gì ạ à? sử dụng các phương tiện phép liên kết phù hợp. Phép liên kết phù hợp. Để làm gì ạ? À? Để thể hiện mối quan hệ mối quan hệ giữa các câu trong đoạn văn. Được không ạ? À? Trong đoạn văn nhá. Và lựa chọn cuối cùng là lựa chọn gì đấy và sử dụng ngôn ngữ hiệu quả phù hợp với nội dung và mục đích của đoạn văn được không ạ à? Và cuối cùng sẽ là nhắc lại nội dung ý tưởng nhắc lại nội dung ý tưởng chính trong câu kết đoạn Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục có những cái suy luận từ một cái nội dung đó là chúng ta sẽ cần có những cái kỹ năng này và thể hiện được kỹ năng này trong bài viết của các bạn, trong đoạn văn của các bạn. Ở đây các bạn thấy là khi mà chị đề, đề cập đến những cái kỹ năng này thì các em cảm thấy là có ok không? Có khớp với những gì mà các em đã làm khi mà các em có cơ hội để viết một cái đoạn văn không? Một cái đoạn văn nghị luận văn học không? Các em? các bạn có thấy ok không các bạn có thấy khớp không ạ có thấy trùng với những cái gì mà các bạn đã thể hiện được trong một cái đoạn văn gần nhất các bạn viết không ạ hay là các em chưa có viết cái dạng này ạ nào có khớp không ạ ok rồi đồng ý tốt bạn nào mà đã thể hiện được những cái kỹ năng này thì chị cho rằng các em đã có một cái nền tảng rất tốt đấy thực sự là như vậy chị dạy bài văn nghị luận xã hội đi có ở trong khóa học kỹ năng viết có dạy nhá yeah. ok rồi Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng suy luận nha. Chúng ta sẽ có một số những cái suy luận. Thứ nhất, hai cái ý này. Đó, các bạn ơi. Từ hai cái ý này, đố các em biết. Cái dạng mà chúng ta nên lựa chọn đó là viết theo cái kết cấu gì? Nào, viết theo cái kết cấu gì, theo cấu trúc gì? Chúng ta nên viết theo cấu trúc đoạn văn là gì? nào đoạn văn sẽ nên có cấu trúc là gì đương nhiên là đề thi thì sẽ nói rằng là các bạn có thể lựa chọn bất cứ một cái cấu trúc nào cho nó phù hợp đúng không có thể là diễn dịch có thể là quy nạp vân vân nhưng từ cái việc là học sinh thể hiện được đúng chính xác đó sẽ là cấu trúc tổng phân hợp chính xác ạ Đúng rồi, chị cho rằng đây là lựa chọn tối ưu nhất. Nha. Yeah. Chị cho rằng đây sẽ là cái lựa chọn tối ưu nhất cho chúng ta. Được không nào? Đây sẽ là cái lựa chọn tối ưu nhất cho các bạn. Được không ạ? À? Thì các bạn sẽ chú ý nhá, đây là cái thứ nhất, được chưa? Cái thứ hai, đó là làm rõ nội dung ý tưởng bằng các bằng chứng lý lẽ liên quan, tức là bản chất là bây giờ chúng ta sẽ phải xác định được cái yếu tố được đề cập đến hỏi đến ở trong cái thể loại đấy là gì và tùy theo các cái yếu tố đó ở trong phần thân đoạn mình sẽ định hình được về cách mình triển khai sẽ bao gồm các ý chính cần thể hiện như thế nào đúng không các ý chính cần thể hiện như thế nào và cuối cùng chúng ta sẽ cần phải chú ý đến sự diễn đạt và sáng tạo đây là những cái yếu tố để chúng ta có thêm điểm đúng không ạ đấy thì các bạn sẽ chú ý tổng phân hợp là gì ạ trời ơi em đang hỏi chị về một cái kiến thức mà chị cho rằng là nó quá đơn giản đi em ơi tức là chúng ta sẽ có một cái câu mở đầu để nêu ra nội dung chính ý tưởng chính và câu kết đoạn chúng ta cũng sẽ nhắc lại cái nội dung chính ý tưởng chính đó thì người ta gọi đó là cái cấu trúc tổng phân hợp em ạ được không nào nhá thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá nhá các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem đề nhá chúng ta sẽ xem cái đề gần nhất để xem là nếu mong muốn đạt được hai điểm ở trong cái câu nghị luận văn học này thì chúng ta sẽ cần phải có được những cái yếu tố gì trong bài viết của mình. Thì ở đây các bạn sẽ thấy này. Các bạn sẽ thấy nhá. Đây ạ, à, sẽ có 5 cái nội dung, 5 cái ý mà chúng mình sẽ cần phải đạt được. Được không ạ? À? Sẽ có 5 ý mà chúng mình cần phải đạt được, đó là thứ nhất, xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng của đoạn văn. Tức là chúng ta sẽ viết đúng là hình thức là gì? Là đoạn. Và chúng ta sẽ chú ý về dung lượng là gì? Là khoảng 200 chữ, tức là không bị lố quá. Thì các em được 0.25 điểm. Được chưa? Ok chưa? Dễ không? Quá dễ để được 0.25 điểm. Nhá, quá dễ. Tiếp theo là mình phải xác định đúng vấn đề cần nghị luận. Mình sẽ được 0.25 điểm. Điều này được thể hiện rất rõ qua phần nào? đối với các bạn biết. Thể hiện rõ nhất qua phần nào? Nào, có bạn nào giơ tay không ạ? Theo các em thì cái việc chúng ta xác định đúng vấn đề cần nghị luận được 0.25 điểm sẽ thể hiện rõ nhất qua phần nào? Đúng rồi, chính xác. Đúng, đó chính là câu mở đầu. Chính xác, đúng, chuẩn. Tiếp theo này, sẽ được một điểm này. Đó là viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu. Cái này thì sẽ tùy theo các yếu tố của các thể loại khác nhau thì sẽ có các yêu cầu khác nhau chúng mình nhá. Một lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, phần này sẽ được một điểm. Và diễn đạt. Thứ tư là diễn đạt thì sẽ được 0.25 điểm. Phần này thì sẽ chủ yếu liên quan tới mặt chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt và liên kết câu ở trong đoạn văn các em nhá. Được không ạ? À? Và cuối cùng sáng tạo đó là thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề thật ra thì sẽ có khá là nhiều bạn hỏi rằng làm thế nào để em có thể có được điểm sáng tạo thì một trong những cái cách đơn giản nhất để các em có được điểm sáng tạo đó là các em có thể sử dụng cái thao tác so sánh các em có thể tiến hành so sánh văn học nếu trong bài viết của các bạn mà đan cài được một cái yếu tố một cái ý so sánh văn học thì các em sẽ có khả năng rất cao có được điểm sáng tạo ngoài ra thì nó cũng sẽ thể hiện ở trong cái cách diễn đạt mới mẻ có ý tưởng của các bạn thì cũng sẽ có điểm sáng tạo các bạn nhé đó thật ra thì so sánh nó không phải là quá dài dòng đâu mà chẳng hạn ví dụ em đang làm về một cái bài thơ cổ thơ hiện đại chẳng hạn em chỉ cần có một cái từ một cái câu đó là gì ạ à, khác với thơ cổ điển thế cũng là so sánh rồi đấy khác với thơ cổ điển thì nội dung ở trong bài thơ này là như thế nào kiểu kiểu vậy thì đấy cũng là so sánh rồi Đấy chính là diễn đạt so sánh rồi Chị em đừng phức tạp rằng là Ui tôi phải so sánh như thế nào trong 200 chữ. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại phải thuật lại, tôi lại phải viết lại, sau đó tôi phải trình bày như vậy ư? Ừ, không. À, cái 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 so sánh ở trong này yêu cầu nó cũng đơn giản hơn rất nhiều chúng mình ạ. Đó, nó cũng đơn giản hơn rất nhiều ấy. Vậy nên là các bạn sẽ chú ý nhá. Nhá. <laughs> sẽ chú ý giúp chị nhá. Được không? Đừng đừng quá áp lực về cái việc đấy. Các em sẽ biết viết. Chị đã nói rồi là đối với cái yêu cầu của đề tốt nghiệp thì người ta không đòi hỏi ở các bạn một cái gì cao siêu cả. Các bạn cần đúng và đủ trước. Còn lại cái câu chuyện là hay hay không hay thì nó là một cái quá trình luyện tập, nó là khả năng của từng bạn. Được không ạ? À? Thì các em sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Được chưa? Rồi thì đấy sẽ là về chúng ta sẽ có ở đó là về đây. Chị đã xác định ở đây đây. Đây, từ đề thi, à, từ đáp án đề thi thì chúng mình sẽ xác định được cái khung điểm này đây. Ok chưa? Được không ạ? À? Các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu là chúng mình cần phải có những kỹ năng gì? Và các bạn cần biết được là chúng ta cần phải đạt được cái gì ở trong phần bài viết của các em chưa? Trong phần đoạn văn của các bạn chưa? Các em ơi, ok không ạ? À? Được không ạ? À? Nhá, được không nào? Ok không nào? Rồi, đồng ý ạ. À? Đồng ý. Rồi các bạn ơi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với một cái nội dung rất hay đó là chúng ta sẽ cùng với nhau đến với một cái thể loại như chị đã hứa hẹn cùng với các bạn thì nếu như chúng ta học viết đoạn văn chị sẽ dạy các bạn viết đoạn văn theo các thể loại ạ à. và những cái thể loại mà chúng ta sẽ học cùng với nhau đã được xác định ở trong giới hạn chương trình bao gồm chuyện thơ ký và kịch được không nào thì ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bạn Hướng dẫn Hướng dẫn Viết đoạn văn Nghị luận văn học Của thể loại Đó là thơ các bạn nhé Không nào Của thể loại đó là thể loại thơ Bây giờ chị đang rất là muốn hỏi các bạn cái này Để kiểm tra kiến thức của các bạn Đó là trong thơ á, thì các em sẽ học tập trung vào những cái thể nào đối với loại thơ ấy, thì các em sẽ tập trung học cái thể nào thơ gì các bạn sẽ học những cái loại chính là thơ gì nào các bạn sẽ học dồi ôi dồi tự do ở đâu đấy trời ơi các bạn ơi các bạn nói cái gì đây không tập trung một loại à <laughs> Mới <laughs> cái học thập cẩm mà Ôi dồi ôi Choáng, choáng Sau khi nhìn nhìn các cái câu trả lời xong choáng Nói thật Có một cái điều mà chị chị cảm giác nhá Đó là các em đang Chưa hiểu cái gì về chương trình mới cả Thật sự Các em chưa hiểu gì về chương trình mới Tức là các bạn không có được trong tay Một cái một cái tấm bản đồ Mà nó lớn Để các em nhìn tổng quan trước ấy các em đang nhìn mọi thứ rất manh mún. Chẳng hạn ví dụ như vừa học bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, chẳng hạn. Bảo là em đang học thơ năm chữ. À, vừa học xong đàn guitar của Loka ca, bảo là em vừa học xong thơ tượng trưng siêu thực. Kiểu vậy. Không sao, đó là lý do vì sao mà các bạn lại cần phải có chị Hiên để định hình cho chúng mình mà, đúng không ạ? Thì các bạn ơi, theo cái giới hạn chương trình chúng ta sẽ thường xuất hiện ở trong đề thi nếu như đề cập đến thể loại thơ thì chúng ta sẽ có thơ cổ điển, thơ lãng mạn và thơ hiện đại, được không ạ? Các bạn cũng biết được rằng là dung lượng của đề thì sẽ giới hạn trong khoảng 1.300 chữ. Thì các bạn có thể thấy được là từ cái việc đó chúng ta cũng có thể nhìn vào các cái thể này để chúng ta phân tích những cái tình huống có thể xảy ra nếu như đề thi cho vào thơ được không ạ? À? Nếu như đề thi cho vào thơ, chẳng hạn ví dụ như trong thơ cổ điển, thơ cổ điển thì các bạn thường học những cái thể loại nào? Ví dụ như là thất ngôn bát cú đường luật, thất ngôn tứ tuyệt đường luật, thì các bạn sẽ thấy là về cái dung lượng của nó khá là ngắn, đúng không ạ? À? À, dung lượng khá ngắn, thường sẽ không đảm bảo được về mặt dung lượng đúng không bên cạnh đấy thì nếu đã cho vào thơ cổ điển thì cái việc chú thích sẽ rất là vất vả bởi vì có nhiều từ khó có nhiều những cái từ cổ hay là điển tích điển cố mà chúng ta sẽ cần phải làm rõ đúng không ạ và chúng ta cũng thấy được rằng là khi mà đề thi xuất hiện thơ cổ điển thì cũng có khả năng có một cái trường hợp đó là dễ gặp sự cố về văn bản đó là về nguồn trích dẫn đôi khi là bị gì ạ à, đôi khi là bị những cái tranh cãi xảy ra thế nên là chị cho rằng là cái thể loại này không phải là một cái thể loại quá là phù hợp để có thể xuất hiện trong đề thi đâu ạ được không nào à, đối với thơ lãng mạn thì sao à, thơ lãng mạn thì hiện tại đang có một cái quan điểm gây ra tranh cãi rất nhiều đó là thơ lãng mạn thì có đồng nhất với thơ mới hay không thì đây cũng là một cái gì ạ à? à, một cái quan điểm về phân loại đang gây tranh cãi bên cạnh đó thì nó cũng bị hạn chế về chủ đề về đề tài à, ví dụ như những cái chủ đề mà về tình yêu về chính trị về tôn giáo vân vân đúng không ạ à? À, và chú thích từ thì những cái từ ngữ mà các tác giả sử dụng lại thường mang một cái dấu ấn riêng của cái người nghệ sĩ đó Thế nên là chúng ta có thể thấy được rằng là đây cũng không phải là một cái thể loại mà sẽ có khả năng cao xuất hiện trong đề. Ở đây thì chúng ta có thể thấy có một cái loại, có một cái thể mà rất là phù hợp nha, cực kỳ phù hợp để xuất hiện trong đề. Đó chính là thơ hiện đại. Bởi vì bản chất thì thơ hiện đại thứ nhất là có thể sẽ không cần chú thích. Và thứ hai là nó gần gũi với học sinh. Đúng không ạ? À? Thứ hai là gần gũi với học sinh. Nên là chúng ta có thể thấy được rằng là có vẻ là thơ hiện đại sẽ là một trong những cái lựa sự lựa chọn rất là tối ưu nếu như để xuất hiện trong các đề thi và đặc biệt là đối với một cái đề thi mà mang cái tính phổ rộng giống như là đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đấy thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Được không nào? Thì ở đây các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta tìm hiểu về thể loại thơ. Đó, khi mà chúng ta tìm hiểu về thể loại thơ thì các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ có những cái yếu tố khi các em đọc về khi các em học về đặc trưng thể loại. Khi các em học về đặc trưng thể loại ạ. Khi mà các bạn học về đặc trưng thể loại thì các bạn sẽ thấy là sẽ có những cái yếu tố mà người ta có thể hỏi các bạn nhá. À, thì đối với thể loại thơ, đặc biệt là chúng ta có ở đây là thơ hiện đại Thì các em sẽ thấy là người ta có thể hỏi về ngôn ngữ, có thể hỏi về hình ảnh, có thể hỏi về mạch cảm xúc, có thể hỏi về nhân vật trữ tình Chẳng hạn ví dụ như cái đề mà các em vừa xem á, cái đề mà bộ giáo dục vừa đưa ra ấy Thì các bạn ơi nào, nói cho chị biết là người ta hỏi về cái gì đấy ạ Người ta hỏi về cái gì nhở? À, người ta hỏi về cái gì nhở các em nhở? Nào, người ta hỏi về cái gì đấy? Người ta hỏi về cái gì ạ? À, người ta hỏi về cái gì? Người ta hỏi về hình ảnh đúng không ạ? À? Hình ảnh chứ. Ố! Các bạn ơi. Các bạn sao thế ạ? Đề bài của chúng ta là phân tích hình ảnh Hà Nội mà. Ui dồi ôi rồi, Chết rồi. Ôi thôi chết rồi. Và các bạn ơi, các bạn cũng nhìn thấy ở trong đề bài đó là xác định được vấn đề nghị luận đó là gì? đó là hình ảnh hà nội qua cảm nhận của nhân vật trữ tình mà. tức là bản chất là người ta đâu có hỏi về nhân vật trữ tình đâu ô các em sao thế ạ à? các bạn ơi các bạn các bạn có định hình không các bạn có hiểu không ô nó là hai cái yếu tố rất là khác nhau các em ạ trời ơi nào các bạn ơi được không ạ à? À thực sự luôn rất là hoang mang ấy có biết hiểu không tại sao lại hoang mang tại vì là thấy các em cứ mơ hồ giống như kiểu các bạn đang bơi 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 mà các bạn chả biết là cái hướng nào sẽ là hướng có ngọn hải đăng à thật sự lo lắng lắm lo lắng lắm mấy em gì đấy đuối rồi cái gì đấy mấy em ngu quá rồi thôi, thôi. tôi xin anh đi anh ạ à. trời ơi đuối rồi cái gì không, các em rất thông minh. chị phải thừa nhận một điều là các bạn 2k7, 2k8, 2k9 là một thế hệ rất thông minh, rất là nhanh nhạy. cái điều quan trọng là các em có tấm bản đồ trong tay thôi, là chắc chắn các em sẽ đi đúng, chắc chắn điều đấy, nha, yeah, chắc chắn điều đấy ạ, à, phải tự tin vào chính bản thân mình. thế thì ở đây các bạn sẽ thấy này, nha. Yeah ở đây các bạn sẽ thấy là nếu như chúng ta có thể loại là thể thơ loại thơ đương nhiên là khi mà học các thể loại khác thì chị cũng sẽ phân cho các bạn những cái thể loại khác nhá em cứ yên tâm thì ở đây chúng ta có thể loại đó là thể loại thơ đúng không? thì những cái yếu tố những cái đơn vị kiến thức mà người ta sẽ thường hỏi được không ạ sẽ là gì? à sẽ là gì đây? sẽ là gì ạ? sẽ là À, chúng ta sẽ có đó là gì? Đó là ngôn ngữ. Đó là gì? Đó là hình ảnh. Đó là biểu tượng. Đó là gì ạ? Yếu tố tượng trưng siêu thực. Yếu tố tượng trưng siêu thực. Ngoài ra thì có thể là gì ạ? Ngoài ra thì có thể là là mạch cảm xúc. Đúng không? Phải không ạ? À? Có thể là mạch cảm xúc, có thể là à có thể là nhân vật trữ tình vân vân. Và nếu như để được lựa chọn những cái yếu tố mà chúng ta thường gặp nhiều trong các đề thi và thầy cô cũng thấy rằng đây là những cái vấn đề mà dễ để viết đoạn phù hợp với học sinh thì sẽ có bốn cái yếu tố chị tóm gọn lại ở đây đó là ngôn ngữ là hình ảnh là mạch cảm xúc và là nhân vật trữ tình tương ứng với đó ở trên này chị cũng đã chia ra cho các bạn về cái gì đây ạ à? chị cũng đã chia ra cho các bạn về cái gì à về cái yêu cầu mà chúng ta sẽ cần phải đạt được khi chúng ta viết phần thân đoạn em nhá ví dụ ở trong ngôn ngữ ví dụ đề bài đưa ra là nhận xét về ngôn ngữ đi thì các em sẽ cần có một câu nêu nhận xét chung câu này sẽ thường là câu mở đầu sau đó các bạn sẽ nêu những biểu hiện cụ thể tương ứng với đó là các biện pháp tu từ và cuối cùng là vai trò được không ạ à, đối với chủ đề tác phẩm vai trò của cái việc sử dụng từ ngữ đối với chủ đề tác phẩm tức là yêu cầu cần đạt được là các em phải thể hiện được những nội dung này, được chưa? Đối với hình ảnh thì cũng cần có nhận xét chung về hình ảnh. Cũng phải nêu được biểu hiện cụ thể những khía cạnh nó thể hiện. Thật ra thì bản chất các bạn nhìn vào đề thi nhá. Cái đề mà chúng ta vừa có đấy, đó là viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ phân tích hình ảnh Hà Nội qua cảm nhận của nhân vật trữ tình anh trong đoạn trích ở phần đọc hiểu thì các bạn nhìn vào đáp án đi. Các em nhìn vào đáp án. Ở trong cái phần đó là ý C, viết đoạn văn sẽ cần đảm bảo à viết đoạn văn sẽ cần đảm bảo những nội dung sau. Thì các em sẽ thấy là lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng trên cơ sở bảo đảm những nội dung sau. Thứ nhất là hà nội cổ kính thâm trầm thơ mộng êm đềm qua các hình ảnh phố dài mái ngói cây liễu xưa màu lá xanh như ngọc con chim ăn trái xanh cây cơm nguội ửng hồng và ý thứ hai đó là hà nội khơi gợi cái cảm giác bình yên thanh thản qua lòng mình yên tĩnh nội yên tức là ở đây các bạn sẽ thấy là tối thiểu chúng ta cần sẽ là hai ý và thường là chúng ta cũng sẽ chỉ cần đưa ra khoảng 2 đến 3 ý thôi nhá. Thường là chúng ta sẽ đưa ra khoảng 2 đến 3 ý cho cái phần mà nêu những cái biểu hiện cụ thể và những cái khía cạnh mà nó thể hiện. Ok chưa ạ? tiếp theo chúng ta cũng cần phải đưa ra những cái biện pháp tu từ tương ứng nếu có cái này thì chúng ta sẽ không cần đưa, nêu dẫn chứng cụ thể nêu bằng chứng cụ thể mà chúng ta sẽ có thể là ví dụ chỉ sử dụng một câu là à, ở trong trích đoạn trên thì hoàng phủ ngọc tường đã sử dụng các biện pháp tu từ gì và biện pháp tu từ đó thì à, giúp thể hiện cái hình ảnh như thế nào Đúng không ạ? Và cuối cùng sẽ là vai trò đối với chủ đề của tác phẩm. Đó, thì đấy là đối với hình ảnh nhá. Những cái yêu cầu mà chúng ta cần có nhá. Được không ạ? À, các bạn ơi, các anh chị ở hỗ trợ chị Hiên có thể nhắn vào trong nhóm Zalo để báo các bạn ấy vào bởi vì hiện tại chị đang thấy có 5 slot trống nhá. 5 bạn đã ao ra rồi. Chúng ta sẽ có 5 slot trống. Sẽ giúp chị là nhắn vào group Zalo để thúc các bạn ấy là vào thêm nhá được không ạ? À? Đây đều là những cái lượng kiến thức chị cho rằng là nó khoa học. Ít nhất là đến thời điểm này chị đang nói đến đây là các bạn có định hình ra không ạ? À? Các em có hiểu những gì chị nói không ạ? À? Và ít nhất là các bạn có tổng tức là các em có đang cố gắng nỗ lực cùng với chị là nhìn theo cái tổng quan dần, sau đó bắt đầu là mình đi chi tiết dần đúng không ạ? À? <laughs> các em ơi. Được không ạ? À? Các bạn có định hình được không ạ? À? Cái quan trọng nhất là cái điều đấy đấy ạ. À. Quan trọng nhất là cái điều đấy. Nhà quan trọng nhất là cái điều đó ạ tức là bây giờ các bạn phải thực sự hiểu nó đi các em phải thực sự hiểu nó thì các bạn mới làm được còn nếu như mà các bạn mơ hồ thì rất tiếc khi nói rằng có thể bài này các bạn làm được nhưng bài khác các bạn không làm được và thậm chí là khi các bạn viết xong rồi các bạn cũng không biết được là mình có viết đúng hay là không nữa đấy cái điều đáng lo là như vậy đó cái điều đáng lo là mình thực tế là mình còn không biết là mình có viết đúng hay không mình có đạt được những cái yêu cầu như vậy hay không Đấy, nên là chúng ta sẽ chú ý giúp cho chị nha. Rồi, à, đấy là hình ảnh. Nếu như người ta hỏi về mạch cảm xúc thì sao? Chúng ta vẫn sẽ cần phải nêu ra cái ý khái quát. Sau đó nêu những biểu hiện cụ thể qua từng đoạn, qua từng khổ thơ Chẳng hạn ví dụ như trong bài thơ Tràng Giang của nhà thơ Huy Cận Chúng ta thấy được rằng mà cái mạch cảm xúc xuyên suốt của bài thơ này là nỗi buồn, đúng không? Sóng gợi tràn Giang buồn điệp điệp Con thuyền xuôi mái nước song song Thuyền về nước lại sầu trăm ngà, Cùi một cành khô lạc mấy dòng Thì à, cái nỗi buồn đầu tiên được gợi ra Từ một cái không gian mênh mông của gì ạ? À, của sông nước, đúng không ạ? À? Rồi à, một cái không gian à, lần lượt lần lượt là những cái gì ạ? À, gợi ra từ buổi chiều hoàng hôn. Thì tức là sẽ lần lượt theo từng cái đoạn Ở trong cái bài thơ đấy. Chúng ta có thể nêu ra được Cái mạch cảm xúc của gì ạ? Của tác giả nhá yeah. và tiếp theo đó là nhân vật trữ tình à chị xin lỗi sau đó thì các bạn cũng sẽ cần phải nêu được những cái từ ngữ hình ảnh biện pháp tu từ tương ứng có phần làm nổi bật những cái biểu hiện đó và cuối cùng là nêu được vai trò đối với chủ đề của tác phẩm thêm một cái yếu tố nữa đây cũng là một cái yếu tố mà cũng rất là thường được hỏi đó là hỏi về nhân vật trữ tình thì các em sẽ chú ý giúp cho chị là nếu như hỏi về nhân vật trữ tình thì chúng ta sẽ cần phải gì ạ? Xác định được nhân vật trữ tình và nêu được tình cảm cảm xúc của nhân vật trữ tình thể hiện trong văn bản. Những cái từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ tương ứng góp phần làm nổi bật tình cảm cảm xúc và cuối cùng là vai trò đối với chủ đề tác phẩm. Thế thì ở đây, các bạn có thể chú ý giúp cho chị Đấy là nếu như chúng ta định hình về một cái cấu trúc của thể loại thơ, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có 3 phần mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn, đúng không ạ? À? Thì phần mở đoạn thường nhá, chỉ là một câu thôi. Thường chỉ là một câu đầu tiên thôi, đã phải nêu ra. Vậy thì ở trong phần mở đoạn này chúng mình sẽ cần phải đạt được cái gì? Ở trong phần mở đoạn này các bạn sẽ cần phải nêu được nhan đề tác phẩm, tác giả, và vấn đề nghị luận trong một câu duy nhất, duy nhất một câu các bạn nhé. Sau đó phần thân đoạn các bạn sẽ phân tích, phải đi kèm với việc nêu dẫn ra bằng chứng trong tác phẩm. Và phần thân đoạn này thì các bạn sẽ dựa theo cái yêu cầu mà chị vừa đề cập ở phía bên dưới. Á. Các bạn sẽ xem là người ta muốn hỏi các bạn về cái yếu tố gì, kem soi và và đề bài hỏi về yếu tố gì thì chúng mình sẽ bám theo những cái nội dung cần trình bày được để mình triển khai. Cuối cùng là kết đoạn thì các bạn sẽ cần phải nhắc lại được vấn đề nghị luận. Phần này thì các bạn sẽ có thể dựa vào phần mở đoạn được không ạ? À? Và kết đoạn được chưa nào? Và các bạn sẽ lưu ý này, đó là trong cái phần đoạn văn của chúng ta thì nếu như các bạn muốn đạt được 0.25 điểm sáng tạo, các bạn nên đan cài một cái liên hệ mở rộng, một ý nào đó trong đoạn văn hay còn gọi là so sánh văn học, bởi vì các em cũng biết được rằng so sánh văn học chính là một trong những cái dạng mà các bạn học xuyên suốt và vô cùng trọng tâm trong chương trình ngữ văn lớp 12. Bên cạnh đó cũng cần phải chú ý đến liên kết trong đoạn văn và có một cái ý rất là hay để các bạn có thể cân nhắc đó là các bạn có thể sử dụng uh, những cái từ ngữ để chúng ta xác định cái việc phân tách các ý, đó là những cái từ chỉ báo về thứ tự để các bạn cho người đọc bài viết của các bạn biết được rằng là ai. Tôi đã viết được và đảm bảo được những cái ý mà gì ạ, thầy cô cần Đấy, em đã viết được và đảm bảo được những ý mà thầy cô cần. Đấy, các bạn có thể dùng những từ ví dụ như đầu tiên, hơn thế, đặc biệt nhất là thứ hai, thứ ba, vân vân, nhưng đương nhiên là chúng ta vẫn cần phải đảm bảo về cái sự mềm mại, cái sự uyển chuyển trong phần bài viết của chúng ta nữa nhá. Ok chưa ạ? Nhưng mà như chị vẫn nói đấy là khi mà chúng ta viết đoạn như thế này, đặc biệt là đối với những cái yêu cầu của đề thi tốt nghiệp thì chúng ta cần đúng và đủ trước khi chúng ta muốn một cái gì đó thật là độc đáo nha. Ok không? Các em ơi, các em hiểu không ạ? Hiểu những cái gì mà chị trao đổi ở phía bên trên không ạ? Được không? Nắm được cấu trúc chưa? Nắm được là đối với một số các cái yếu tố trong thơ thì các bạn sẽ cần phải viết được những ý gì chưa? Ok không ạ? Được không ạ? Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi đấy. Chưa rõ á, Hoàng Dương ơi em chưa rõ chỗ nào ạ? À? Hoàng Dương ơi em chưa rõ chỗ nào ạ. <laughs> chị đang rất là nỗ lực để 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 gọi là chia sẻ cùng với các bạn đây. À em mới vào thế thì chắc là em sẽ cần phải cố gắng để theo dõi cùng mọi người nha Ngọc Khánh ơi. Vì chị đã trao đổi được một tiếng đồng hồ, gần một tiếng đồng hồ cùng với các bạn đấy rồi ạ. À chị có gửi lại video không? Cái này thì để xem nhá. À, cái này thì để xem nhưng hiện tại là chị cũng đang ghi rồi. Đó. À ok chưa ạ? à, được không nào? Về cơ bản là trong dung lượng của buổi ngày hôm nay á Thì chị chỉ có thể chia sẻ với các bạn một số những cái yếu tố đấy thôi Còn lại khi mà các bạn tham gia trong khóa học kỹ năng viết Với 20 buổi học cùng với chúng mình Thì chị sẽ có thể chia sẻ với các bạn Về rất là nhiều các vấn đề khác nữa Đấy, nói chung là chị hy vọng là các bạn sẽ có một cái định hình thật rõ ràng nha Ok không? Được không ạ? À? Chị ơi không biết viết nghị luận văn học với nghị luận xã hội thì phải làm sao ạ? À? Thì phải học chứ phải làm sao? Bây giờ em không biết thì em phải học. Đấy là con đường duy nhất nhá. Đấy là con đường duy nhất để chúng ta biết. Con đường duy nhất để chúng ta biết là chúng ta phải học, được không nào? Ok không ạ? À? Nhá thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Thế thì bây giờ à, như chị đã nói với các em là chúng ta hoàn toàn có thể đạt được 0.25 điểm trong một cái yếu tố được gọi là yếu tố sáng tạo. Điểm sáng tạo là 0.25 điểm. Đối với cái việc đó là các bạn sẽ tiến hành so sánh liên hệ, đúng không ạ? À? Liên hệ mở rộng hay còn gọi là so sánh văn học, đúng không nào? Phải không ạ? À? Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nếu như các bạn muốn là chúng ta sẽ có thể làm được cái điều đấy nhá thì các em có thể thiết lập một cái bảng này đó là chúng ta sẽ có một cái bảng so sánh các yếu tố trong gì ạ à? các bài thơ khác nhau được không ạ à? thì cái này thường là so sánh thì mình sẽ chỉ hay lựa chọn hai bài thơ thôi đúng không? Thì các bạn cũng biết được là trong một cái bài thơ thì thường chúng ta sẽ đề cập đến các yếu tố ví dụ như là thể thơ, hình ảnh, từ ngữ, thủ pháp, giọng điệu, biện pháp tu từ, phong cách vân vân. Đúng chưa ạ? Thì các em sẽ chú ý là chúng ta sẽ thiết lập cái bảng này và các em sẽ so sánh những cái tác phẩm các bạn được học trong chương trình. Chúng ta lấy đó là những cái tác phẩm nền tảng. Sau đấy thì mình sẽ tiến hành đọc mở rộng những cái tác phẩm mà cùng thể loại. Những tác phẩm của cùng tác giả. Những tác phẩm cùng ra đời trong một thời kỳ. Những tác phẩm cùng đề tài. Đấy, thì các bạn có thể lựa chọn nhé. Kem có thể lựa chọn để chúng ta thiết lập cái bảng này. Ok không ạ? Được không nào? À, chẳng hạn, ví dụ như các bạn có một cái bài thơ đó là Hoàng Hạc Lâu của tác giả Thôi Hiểu. Và bài à, Hoàng Hạc Lâu Tiễn Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng. Đúng không ạ? À, của gì? À, của Lý Bạch thì các bạn sẽ chú ý là gì ạ? Chúng ta có thể tiến hành so sánh chẳng hạn. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là đối với thể thơ thì cái bài thơ 1 là thể gì? Thất ngôn bát cú đường luật. Còn bài thơ 2 là gì ạ? À là thất ngôn tứ tuyệt đường luật. Được không nào? Đó, thì các bạn sẽ chú ý là gì ạ? Các tương tự như vậy thì các bạn sẽ tiến hành các em sẽ tiến hành so sánh các cái yếu tố khác nhá. Được không ạ? À? Các bạn sẽ tiến hành so sánh các cái yếu tố khác. Ví dụ như là về thủ pháp thì ở trong bài thơ 1 có sử dụng thủ pháp ước lệ. Trong bài thơ 2 cũng sử dụng ước lệ, đúng không ạ? À? Và cả hai bài thơ này cũng đều sử dụng một cái thủ pháp nữa, đó là tả cảnh ngụ tình đấy thì khi mà các bạn thiết lập nhá khi mà các bạn thiết lập kem thiết lập được những cái bảng so sánh như thế này tương ứng với những cái bài thơ mà các bạn gì ạ mà các bạn học bài thơ đầu tiên là bài thơ Hoàng Hạc Lâu bài thứ hai là bài Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng được không ạ thì các bạn có thể tiến hành so sánh các em có thể tiến hành so sánh Và từ cái việc so sánh Chúng ta sẽ bắt đầu thấy được những cái điểm giống nhau Thấy được những cái điểm khác nhau Đấy không ạ à? Và đây sẽ là một cái cơ sở rất là quan trọng Cái bảng này chị cho rằng là một cái bảng khá là hay Để các bạn sẽ có thể tiến hành Làm một cái thao tác trong đoạn văn đó là các em tiến hành so sánh. Và bên cạnh đấy đối với cái dạng so sánh ấy thì các em cũng hoàn toàn có thể sử dụng bảng này để chúng ta phục vụ cho một cái dạng cực kỳ trọng tâm của chương trình Ngữ văn lớp 12 các bạn nhá. Ok chưa ạ? Thì đấy là một cái gợi ý nhá. Đấy là một cái gợi ý cho các em. Bây giờ chị sẽ có một ví dụ minh họa cho các bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái ví dụ minh họa. Đề bài của chúng mình ở đây đó chính là viết một đoạn văn khoảng 200 chữ Phân tích hình ảnh người phụ nữ qua cảm nhận của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trong bài thơ dưới đây Các bạn ơi, đề bài là phân tích cái gì? Yếu tố gì đấy ạ? Yếu tố gì nhỉ các bạn nhỉ? Yếu tố gì? Yếu tố hình ảnh đúng không? Đúng không? Cấu trúc sẽ là đoạn văn đúng không? Khoảng 200 chữ tức là mình sẽ viết khoảng từ 8 cho đến 12 câu. Được không ạ? À? Và bởi vì đề bài ở đây là hình ảnh nên mình sẽ cần phải đảm bảo thứ nhất là mình phải có một câu nhận xét chung. Câu này sẽ là cái câu mở đầu luôn, nhá, mở đầu là chị nói là phải nêu được cái gì? Vừa rồi ở phía bên trên phần mở đoạn chị nói rằng phải nêu được cái gì ạ? Nào. Mở đoạn chị nói là cần phải nêu được cái gì ạ? Mở đoạn chúng mình cần phải nêu được cái gì đây? Nêu được cái gì? Nhớ không? Mở đoạn nêu được cái gì? Ôi trời Vừa dậy mà. Ôi trời ơi. Đúng rồi, vấn đề nghị luận là đúng rồi nhưng mà cái yêu cầu được đặt ra là phải nêu được cái gì? Tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận chính xác. Đúng. Chuẩn. Nhá tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận. Đây chúng ta có cái bài một trích đoạn trong bài thơ đấy như sau này. Được không ạ? À? Những ngón chân xương sầu móng dài và đen tuệ ra như móng chân gà mải. Đã 5 năm, 15 năm, 30 năm và nửa đời tôi thấy những người đàn bà xuống gánh nước sông. Những tóc những, những bối tóc vỡ xối xả trên lưng áo mềm và ướt một bàn tay họ bám vào đầu đòn gánh bé bỏng chơi vơi, bàn tay kia bám vào mây trắng. Sông gục mặt vào bờ đất lần đi, những người đàn ông mang cần câu và cơn mơ, biển ra khỏi nhà lặng lẽ. Có những con cá thiêng quay mặt khóc, những chiếc phao ngô chết nổi, những người đàn ông giận dữ buồn bã và bỏ đi. Đã 5 năm, 15 năm, 30 năm và nửa đời tôi thấy sau những người đàn bà gánh nước sông là lũ trẻ cởi chuồng, chạy theo mẹ và lớn lên. Con gái lại đặt đòn gánh lên vai và xuống bến. Con trai lại vác cần câu và cơn mơ biển ra khỏi nhà lặng lẽ. Và cá thiêng lại quay mặt khóc trước những lưỡi câu ngơ ngác, lộ mồi. Được không ạ? À? Thế thì các bạn ơi, chúng ta có đây. Bài thơ là Những người đàn bà gánh nước sông. Tác giả là Nguyễn Quang Thiều. Vấn đề chính là phân tích hình ảnh người phụ nữ. Bây giờ các em viết câu mở đầu giúp chị. Bắt đầu. Cho các bạn khoảng 3 phút nhá. Ok ạ. 3 phút. Nào, câu mở đầu, chị đã nói rồi đấy. Tên bài thơ là gì? Những người đàn bà gánh nước sông. Tác giả Nguyễn Quang Thiều. Vấn đề nghị luận là hình ảnh người phụ nữ. Viết đi ạ. Các bạn viết nhá. Các bạn viết nhá. Ok không ạ? Các bạn viết đi ạ. Được không nào các bạn viết đi ạ. Nào. Rồi ở đây đã bắt đầu có chúc mi này. Cứu em, em không biết viết, không hiểu gì luôn. Ô, em vừa vào à? Chị đã nói rất rõ cái điều mà chúng ta sẽ cần đạt được rồi mà, Trâm ơi. Nào. Bài thơ Những Người Đàn Bà Gánh Nước Sông của tác giả Nguyễn Quang Thiều đã khắc họa lên được hình ảnh người phụ nữ trong bài thơ. em tự thấy diễn đạt của em như nào ở Trúc My? Chị lấy một cái diễn đạt của bạn Trúc My ra đây nhá. Các bạn viết đi ạ. Đây nhá, chị lấy diễn đạt. Chị lấy diễn đạt của bạn Trúc My nhá. Đây. Bài thơ nhìn này chưa gì đã thấy này, diễn đạt này. Đó, chưa gì đã thấy diễn đạt này. Đúng không? Thà rằng em viết là bài thơ những người đàn bà gánh nước sông của tác giả Nguyễn Quang Thiều đã khắc họa lên hình ảnh của người phụ nữ như thế nào? Đây là hướng để em đi đấy. Đó, đây là hướng để em đi để không bị lặp nha. Mi nha. Ok không ạ? À? Rồi. Bài thơ Những người đàn bà gánh nước sông của Nguyễn Quang Thiều đã đem đến những cảm nhận tinh tế của tác giả về hình ảnh người phụ nữ trong tác phẩm. <laughs> Tức là Minh Ngọc thì gọi là cao tay hơn một tí, thay thế cái từ bài thơ bằng từ tác phẩm. Nhưng mà chị vẫn thấy là chưa được ổn lắm em ạ. Em bỏ trong tác phẩm đi, cảm nhận tinh tế của tác giả về hình ảnh người phụ nữ, được không ạ? Giữa hàng ngàn tác phẩm văn chương tuyệt diệu, Tôi chọn gửi gắm cảm xúc của mình ở thi phẩm Những người đàn bà gánh nước sông Của người nghệ sĩ Nguyễn Quang Thiều Bài thơ đã tô điểm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam Trời ơi hay quá Nhưng em ơi chị đã đưa ra yêu cầu rõ ràng rồi Dương ơi Một câu thôi Dương Nhá Một câu thôi Dương ơi Nhá Bài thơ Những người đàn bà gánh nước sông của Nguyễn Quang Thiều Đã thể hiện hình ảnh người phụ nữ tần tảo à, Toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ tinh tú Là như nào ạ trời ơi các em diễn đạt dùng từ hay quá cơ dùng từ buồn cười quá cơ rồi ạ à, có thể nói đã dạ, có gì mà có thể nói hả à, em em đã làm gì ở phía trên đâu mà em có thể nói đúng không ạ à? nhà thơ nguyễn đã rõ nét hình ảnh người phụ nữ cái câu này giống câu kết hơn ạ à. nguyễn quang thiều đã khắc họa hình ảnh người phụ nữ tao nhã vô cùng ấn tượng làm cho chúng ta đặt câu hỏi người đàn bà gánh nước là người như thế nào Ôi, trời ơi, biết thế này thì đúng là phải học rồi chứ còn gì nữa hả? Trời ơi, cái anh Quảng Phú này. Quảng Trạch này không biết là anh tên là gì đây. Nguyễn Quang Thiều đã khắc họa thành công hình ảnh người đàn bà. Trong bài thơ những người đàn bà gánh nước sông, đừng dùng hình ảnh người đàn bà. Đề bài đưa ra là hình ảnh người phụ nữ mà. Được không ạ? À? Đương nhiên là vẫn đúng, không có sai. Nhưng mà là ở cách dùng từ nha. Yeah thi phẩm những người đàn bà gánh nước sông đã phân tích rõ đã phân tích rõ hình ảnh người phụ nữ thật sâu sắc có phân tích cái gì đâu bây giờ em mới cần phải phân tích mà trời ơi những người đàn bà gánh nước sông của nguyễn quang thiều đã để lại cho độc giả bao suy tư về người ngành tần tảo vất vả rồi ok ạ à, cũng là một hướng ở đây các bạn có thể thấy này chẳng hạn chúng ta có thể viết những người đàn bà gánh nước sông của nguyễn quang thiều đó là bài thơ chẳng hạn đã để lại bao suy tư chăn trở trong lòng bạn đọc về hình ảnh người phụ nữ chịu thương, chịu khó ví dụ như vậy. Được không? Chúng ta thêm một cái ở đây là bài thơ. Đó, thế thôi. Một câu rất đơn giản đó. Thì đây chính là cái câu khái quát mà. Thấy không ạ? À? Mình nêu ra được tác giả, tác phẩm và mình nêu ra được cái nhận xét của mình về cái hình ảnh đó luôn. Vậy là đạt được một cái yếu tố đầu tiên nhá, nhận xét chung nhá. Được chưa? Bây giờ mình sẽ cần phải thể hiện ba ý nữa. Đó là nêu được những biểu hiện cụ thể khía cạnh của nó bằng hai ba ý. Các biện pháp tu từ tương ứng nếu có và vai trò đối với chủ đề của tác phẩm. Đúng không? Ok, các bạn rất là tích cực viết. Trời ơi, vẫn 100 bạn. Chưa bạn gọi là chưa chưa một giây phút nào mà nhóm mình một bạn nào ao ra là ngay lập tức có bạn vào luôn. Tốt quá. Được không ạ? À? Nhiều bạn viết dài quá, kiểu anh là dài này. Kiểu anh ạ. À. Tâm là dài này. Em ơi, 200 chữ em không có nhiều dung lượng để em viết thế đâu. Tiến đạt cũng bị dài. Đấy chị nói luôn. Đừng có tham em ơi. Cái tham của mình hãy để thể hiện ở trong cái phần thân ấy. Còn phần đầu chỉ cần như vậy thôi. Thật ra thì các bạn có thể đan cài thêm những cái từ ngữ hay nữa, còn chị thì chị không không cổ vũ các em rằng là viết dài ở trong phần này bởi vì có viết dài thì em cũng không có được thêm điểm mà thậm chí là một lát nữa là em lại bị rơi vào một cái tình trạng đó là gì ạ? đó là thiếu dung lượng. À, ok ạ, à, giờ trả lời đọc hiểu không diễn đạt ngắn lại toàn viết dài. Ừ, chị hiểu. Bệnh chung rồi tâm ơi. <laughs> bình thường tâm ạ, à, bình thường. Đâu chị xem bài của tâm nào. Ám thơ. Những người đàn bà gánh nước sông của tác giả Nguyễn Quang Thiều đã để lại cho độc giả bạn đọc em tôi độc giả và bạn đọc là bằng nhau rồi em bỏ đi một cái nhá em bỏ đi một cái đã để lại cho độc giả thì thôi bạn đọc nhá thấy được hình ảnh người phụ nữ với những vẻ đẹp được đặt trong các khuôn khổ chịu khó khổ cực chịu khó khổ cực để toát lên chị thấy cái sắp xếp từ ngữ của em đang có vấn đề nếu như để hỏi chị là cái điểm sáng duy nhất của em ở trong phần mở này là gì thì chị nghĩ là đó là cái việc em dùng từ áng thơ thôi em ạ à, nhá đó các bạn sẽ chú ý nhá được không các bạn sẽ chú ý nhá được chưa nào rồi đấy ví dụ là như vậy nhá ví dụ là như thế được chưa rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các ý tiếp theo đó là nêu những biểu hiện cụ thể này thì như chị có nói với các bạn là chúng ta có thể sử dụng các cái chỉ báo về thứ tự ví dụ như các em có thể viết là đầu tiên hình ảnh người phụ nữ như thế nào đấy có những bằng chứng đi kèm được không ạ à? sau đấy là hơn thế hình ảnh người phụ nữ được thể hiện như thế nào và đặc biệt nhất là hình ảnh người phụ nữ được thể hiện như thế nào thì nó sẽ là ba ý nhá. Nhưng mà bản chất thì chúng ta chỉ cần hai ý thôi, cũng đã là đạt yêu cầu rồi em nhé. Chúng ta chỉ cần hai ý thôi cũng đã là đạt yêu cầu rồi. Ok chưa ạ? Thì đây ví dụ chúng ta có này. Thứ nhất. Nhà thơ không khắc họa chân dung người phụ nữ với vẻ đẹp chuẩn mực của khuôn khổ ước lệ xưa nay. Ông xây dựng tìm kiếm nét thô cách lam lũ của những người mà ông vẫn thường gọi là đàn bà. Họ hiện lên qua hình ảnh những ngón chân xương sầu, những bối tóc xối xả, đòn gánh bé bỏng. Đây là gì? Đây là dẫn chứng hay còn gọi chính xác hơn theo chương trình mới là bằng chứng để phục vụ cho cái lý lẽ phía trên mình vừa đưa ra. Đó là gì? Đó là những nét thô kệch lam lũ. Và các em ơi, đây, cái câu này chính là cũng là một câu tiến hành so sánh đây chứ còn gì cần gì phải nặng nề như thế này là cũng đã có khả năng được điểm sáng tạo rồi được không ạ à? đây cũng đã là một cái ý để mình tiến hành so sánh rồi được chưa ok không nên là các em đừng có sợ không khó đâu điều quan trọng nhất là chúng mình dám làm thôi điều quan trọng nhất là chúng mình dám làm chúng mình dám viết nhá chúng mình dám làm chúng mình dám viết được không nào? À, ông xây dựng tìm kiếm nét thô kệch lam lũ, họ hiện lên qua hình ảnh những ngón chân xương sầu, những bối tóc xối xả, đòn gánh bé bỏng nhưng mang nặng trách nhiệm mưu sinh đè lên đôi vai gầy, nền bùn, nền đất như thấm đẫm từng bước chân của con người khốn khó ấy, mỗi bước đi dài như một hình trình hành trình gắn liền với những vất vả hy sinh. Tuy nhiên, à dùng một cái từ để chuyển sang một ý tiếp theo trên cái nền cảnh lam lũ khó nhọc ta vẫn thấp thoáng đâu đó những ước mơ khát vọng bay bổng vượt lên trên cái thực tại khắc nghiệt bàn tay họ bám vào mây trắng mong muốn vươn tới những điều tốt đẹp hơn thoát khỏi gánh nặng mưu sinh của cuộc sống thường nhật xong hai ý nhá hai ý ở đây là dùng các từ để phân định ra để thầy đã cô đọc cái là thấy các ý rõ ràng luôn ý thứ nhất là nói về một cái vẻ đẹp, một cái nét đẹp rất là khác, cái sự thô cạch, cái sự lam lũ. Thế nhưng mà một cái nữa chúng ta có thể nhìn thấy ở những con người đó, đó là họ vẫn có trong mình những ước mơ, những khát vọng. Đúng không ạ? Sau đó ý tiếp theo này, đưa ra cái gì ạ? Đặc sắc nghệ thuật về biện pháp tu từ này, sử dụng từ ngữ này. Sự kết hợp của những từ ngữ tả thực ngôn ngữ giàu hình ảnh, các biện pháp tu từ như liệt kê so sánh đã để lại cho độc giả nỗi ám ảnh về hình ảnh người đàn bà xấu xí với với vẻ ngoài lam lũ quần áo nhếch nhác. Đúng như nhà văn, đúng như Nguyễn Văn Thạc đã từng nói, hãy bắt đầu từ cuộc sống, từ đó mới nảy ra thơ hình ảnh người phụ nữ trong bài thơ những người đàn bà gánh nước sông của nguyễn quang thiều chính là biểu tượng cho sức mạnh của người phụ nữ việt nam sống âm thầm nhưng mạnh mẽ lặng lẽ tiếp nối dòng chảy cuộc đời đây có thể nói là một cái câu để quay trở lại à, vừa là chốt lại vấn đề và cũng là hướng tới cái chủ đề đó là về gì ạ à? đó là về người phụ nữ việt nam vẻ đẹp của người phụ nữ việt nam được không ạ à? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Các bạn có hiểu không? Rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta viết được những câu đó thôi. Rất đơn giản ạ. À. <laughs> Chỉ cần chúng ta viết được những câu đó thôi, lần lượt từng ý để làm rõ những cái yêu cầu ở phía bên trên. Đó. Làm rõ những cái yêu cầu phía bên trên là các bạn sẽ có thể gì ạ? À? Nhìn ngắn quá, có 200 chữ thôi anh ạ. À. Bây giờ tôi nói thật với anh nhá, tôi đo cho anh này. Để xem là tôi đang dùng bao nhiêu chữ này Ở đây á, là tôi đang dùng 322 chữ rồi anh ơi nhá 322 chữ rồi anh đấy Anh à Chứ không phải là 200 đâu Thật ra là về bản chất là người ta Như chị đã nói là Thầy cô sẽ không thể nào ngồi đếm được Nên là sẽ không có cái cơ sở Được không ạ à, Không có cơ sở à, Để gọi là trừ điểm của các bạn Về mặt dung lượng nhưng mà nói chung là mình cũng cần phải cân đối chứ không thể nào mà mình gọi là gì ạ không thể nào mà mình gọi là cứ viết lố lên được nha yeah. ok không ạ các bạn ơi các bạn có hiểu không nào chúng mình có hiểu không nào đấy thì đây này những cái yếu tố mà chị vừa đề cập với các bạn ở đây đây ví dụ về ngôn ngữ là chúng ta sẽ cần phải viết được những ý này. Về hình ảnh chúng ta sẽ phải viết được những ý này, về mạch cảm xúc mình sẽ phải viết được những ý này và về nhân vật trữ tình mình sẽ phải viết được những ý này. Đương nhiên là sẽ có thêm các cái yếu tố khác nữa trong thể loại thơ và chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn ở trong cái khóa học kỹ năng viết. Đấy sẽ là cái khóa học để chúng ta làm và giải quyết được nhiều vấn đề hơn như thế này rất nhiều vì chúng ta sẽ có 20 buổi học cùng với nhau cơ. Đó, chúng ta sẽ có 20 buổi học cùng với nhau nhá. Được không ạ? Các bạn ơi, các em có hiểu bài không? Chị sẽ dành khoảng 15 phút cuối cùng để các bạn có thể đặt câu hỏi nhé. Và bạn nào có câu hỏi muốn chia sẻ thêm, chúng ta có thể giơ tay để chúng ta trao đổi cùng với nhau ạ. <laughs> Dễ hiểu. À gì đây ạ? À? À, đương nhiên là cái bài này thì em vẫn sẽ được xem thôi. À, rồi ạ, à, ok ạ. À. À, không em ơi. <laughs> không em ạ à, không có bài giảng xem lại đâu tiến đạt ơi rất là thông cảm bởi vì đó sẽ là cái quyền lợi riêng cho các bạn học sinh trong lớp kỹ năng viết tiến đạt ạ à. em rất là thông cảm cho chị hiên nhá được không ạ à? À, tổng hợp các chủ đề của nghị luận văn học tổng hợp các chủ đề là sao ạ à? chị sẽ thường là làm theo thể loại chẳng hạn ví dụ như là trong chuyện thì mình sẽ chia ra là chuyện truyền kỳ tiểu thuyết và chuyện ngắn hiện đại trong thơ thì sẽ tập trung vào thơ chữ tình hiện đại à, Trong ký thì sẽ có Phóng sự, nhật ký, hồi ký Và trong kịch thì sẽ có Hai kịch Đó, được không ạ Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy Nhá Ok không nào Đấy, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá Các bạn có thể đặt thêm các câu hỏi ạ à, Thường À, thường là chị sẽ tập trung vào các à, thường là sẽ tập trung vào thể loại Được không ạ nếu là chuyện thì sẽ có thể yêu cầu yêu cầu có thể đưa ra vào các khía cạnh nào đây cũng là một cái câu hỏi rất là hay và chị sẽ tập trung chia sẻ với các bạn à, ví dụ như là đối với chuyện ấy thì mình sẽ có là đối với chuyện truyền kỳ thì thường nhá là sẽ tập trung vào các yếu tố kỳ ảo và nhân vật nếu đề mà vào chuyện ngắn thì sẽ thường là hỏi về điểm nhìn và hỏi về tâm lý nhân vật nếu như là gì ạ đấy sẽ là tóm gọn nhất có thể Nha? đấy sẽ là tóm gọn nhất có thể cho các bạn còn ngoài ra thì như các bạn thấy là à, ví dụ như ở trong chuyện ý, ví dụ như là trong chuyện truyền kỳ chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ à, có khá là nhiều những cái vấn đề phải không ạ sẽ có khá là nhiều những vấn đề ví dụ như đề tài ngôn ngữ thủ pháp nghệ thuật nhân vật đánh giá vai trò của yếu tố kỳ ảo đúng không à, hay là trong chuyện trong chuyện ngắn thì sẽ có diễn biến tâm lý sẽ có mối quan hệ của người kể chuyện điểm nhìn nếu như tiểu thuyết thì sẽ có ngôn ngữ diễn biến hành động đúng không ạ à, tâm lý của nhân vật đấy à, mỗi buổi viết vào muộn được không chị tức là nếu như em tham gia khóa học thì tất cả các buổi đều sẽ được lưu lại và up lên hệ thống ở trên một cái gọi là gì nhỉ? Một cái bảng theo dõi, một cái bảng hệ thống cả tài liệu cũng như là video các buổi học để em có thể xem lại. Đấy, nên là em có thể gọi là bám sát cái đấy nha. Tức là em vẫn có thể xem lại nếu như em đã tham gia buổi học. 20 buổi mình sẽ học gì vậy? 20 buổi mình sẽ học cái sau này. 20 buổi mình sẽ học viết bài văn nghị luận văn học thuộc các thể loại thơ, truyện, ký, kịch được không ạ? Mình viết đoạn văn nghị luận văn học thơ, truyện, ký, kịch và mình sẽ viết nghị luận xã hội cả dạng bài và cả dạng đoạn. Tức là tất cả những gì thuộc về văn nghị luận bao gồm nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Theo những cái cấu trúc theo những cái dạng này trọng tâm nhất thì chúng ta đều sẽ học Được không ạ? À? Chúng ta đều sẽ học Nhá? Ok không nào? Được không ạ? À? Các bạn có hiểu không ạ? À? Nhá? Ok không nào? Đấy Được chưa? Ok chưa? À, hiện tại thì chị chỉ có khóa gọi là theo cả năm đối với các bạn trung học cơ sở thôi Còn đối với các bạn trung học cơ sở thì chưa có riêng khóa viết như thế này Khóa viết này là khóa gọi là gì ạ, mở riêng cho các bạn trung học phổ thông Và là khóa viết đầu tiên của năm nay và có lẽ cũng sẽ là cái khóa viết duy nhất của năm nay Đấy, chắc chắn là sẽ có rất nhiều tài liệu mới và hay Bởi vì chương trình của chúng mình là chương trình mới mà Đấy, nên các bạn có thể học hỏi nhá Các bạn có thể học hỏi ạ Được không nào, các bạn có thể học hỏi nhá Ok chưa ạ không nào ok chưa ạ à, Thật ra thì cái dạng mà em đang đưa ra ấy nó sẽ là cái dạng bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ thì bản chất ở đây nhá là mình sẽ thấy được là gì ạ mình sẽ thấy được là cái vấn đề được đặt ra là tuổi trẻ với việc gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống thì về cơ bản nếu như mà để xếp vào trong gì ạ à, tư tưởng đạo lý thì cũng đúng bởi vì nó là cái gì nó là giữ gìn và phát triển đúng không nhưng mà để đưa vào hiện tượng đời sống thì ở đây mình cũng thấy là những cái dẫn chứng mình đưa vào những cái bằng chứng mình đưa ra những cái để lấy làm ví dụ thì nó cũng mang những cái tính cập nhật nhưng mà về bản chất thì nó vẫn là cái yếu tố tác động về mặt tinh thần, vẫn là cái yếu tố tác động vào trong con người. Nên là về cơ bản thì chị cho rằng là đề này mình vẫn có thể xếp vào đề liên quan đến về tư tưởng đạo lý, nhưng mà về bản chất thì mình sẽ sử dụng những cái dẫn chứng cũng như là cái cách viết nó mới và hiện đại vì đây cũng là một cái một trong số những cái vấn đề đang rất là cập nhật và cũng được bàn luận thảo luận nhiều đúng không ạ bàn luận và thảo luận nhiều thật ra thì em ơi cái danh giới giữa việc tư tưởng đạo lý và hiện thực đời sống đối với cái dạng đề là chính vì thế mà người ta mới phải gọi là nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ là như thế em ạ đó được không ạ ừ, liên quan đến tuổi trẻ là như thế sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau liên quan đến tuổi trẻ đó và ở trong khi mà chúng ta học về nghị luận xã hội thì chị cũng sẽ phân tách về bản chất là sẽ không phải là nỗ lực để phân tách rõ ràng là tư tưởng đạo lý hay là hiện tượng đời sống mà sẽ cố gắng để các bạn đọc đề và các bạn xác định được một cái hướng viết đúng một cái hướng đi đúng cho cái đề bài mà các bạn đang cần xử lý và giải quyết được không ạ thì chúng ta sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá Ok không à, Đúng rồi mình sẽ học phần viết 6 điểm chính xác với Minh Ngọc ạ chính xác ạ Luận điểm em biết triển khai nhưng đến phần lý lẽ đưa vào em lại không biết làm sao ạ. Thật ra cái này thì đối với cái việc lý lẽ thì nó lại phải dựa vào tư duy. Bản chất là nó sẽ phải dựa vào tư duy. Bởi vì như các bạn biết là bây giờ là chúng ta sẽ thi các cái tác phẩm thuộc gì ạ? Không thuộc trong sách giáo khoa nữa và chúng ta chỉ có một cái cơ sở đó là dựa vào những cái kiến thức liên quan đến đặc trưng thể loại và những cái văn bản chúng ta được học nó giống như những cái ví dụ rất cụ thể về đặc trưng thể loại đó thì các bạn sẽ chú ý giúp chị là chúng ta chỉ có cái cơ sở đấy để chúng ta viết thôi nên về bản chất là gì ạ nên về bản chất các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị đó là chúng ta sẽ cần phải dựa vào những cái đó và tư duy để có được những cái lý lẽ thích hợp tương ứng với các bằng chứng mà các em sẽ đưa ra. Ok không ạ? À, các bạn ơi, các bạn cứ học khóa viết này đi. Nếu mà các bạn thấy ổn thì các bạn có thể đăng ký tiếp. Như chị nói là ngày hôm nay thì học phí là 599. Nhưng chị sẽ tặng cho các bạn thêm voucher giảm 100 nghìn nữa. Tức là sẽ chỉ có 499 trong hôm nay thôi ạ. Duy nhất buổi tối hôm nay nhá. Chú ý giúp chị là như vậy. À, các bạn ơi, còn lại còn phần đọc hiểu nữa. <laughs> cái này thì chắc là sẽ phải có nhiều thời gian hơn để chúng ta làm việc cùng với nhau ạ chắc là sẽ phải có nhiều thời gian hơn để chúng ta làm việc cùng với nhau các em ạ à, nhá đăng ký như nào vậy ạ à? À, sẽ có cái đường link đăng ký cho các bạn hoặc là các bạn sẽ nhắn tin về fanpage học văn chị hiên giúp chị nhá à, các em ơi như chị có nói là chị sẽ đưa cho các bạn một cái bài tập nho nhỏ sau buổi ngày hôm nay để các bạn viết khóa lưu lại đến hết năm học luôn em đến hết năm học ạ à. Khi nào em thi xong thì uh, uh, Nhá sẽ hết năm học ạ à. Em đăng ký rồi ạ à. Ok hẹn gặp em trong khóa học nhá Được không ạ à? uh, Các bạn ơi <laughs> Mong chị ra thêm Nghị luận văn học nữa ạ à. <laughs> Rất cần thời gian bởi vì bây giờ Thì cũng đang rất là gấp rút để chạy theo Chương trình mới đó <laughs> Thấy chưa Khánh Ly còn phải đăng ký 599 cái kìa nên là các em phải thấy là hôm nay các bạn rất là may mắn bởi vì các bạn được giảm vô voucher 100.000. Khánh Ly ơi, à, chị nghĩ rằng là điều may mắn nhất là chúng mình sẽ được gặp nhau trong khóa học nhá. Yeah. Ok không ạ? Nhá? Yeah. Rồi, thì trên tinh thần là như vậy. Bây giờ chị sẽ gửi bài tập cho các em vào trong nhóm Zalo. Các bạn có thể làm và chúng mình sẽ nộp về fanpage học văn chị Hiên để có thể nhận được những cái bài chấm chữa rất là chi tiết từ team học văn chị Hiên. sao lại chị trông đáng kết ôi dồi ôi này này tôi nhớ anh rồi nha anh tên là gì anh tên là gì ở trong lớp luyện viết ha tôi nhớ anh rồi đấy hôm nào dậy tôi cũng sẽ gọi anh nhá <laughs> nhá hôm nào dậy tôi cũng sẽ gọi anh để xem anh trả lời như thế nào không biết anh là anh hay là chị đây tôi sẽ gọi anh để xem anh trả lời như nào nhá nha yeah. <laughs> à rồi thế thì trong lớp kiểu gì chị cũng gọi nhá yeah. được không ạ à? <laughs> ghi mạnh tay <laughs> nói thế thôi nói thế thôi nói chung là trên một cái tinh thần là luôn luôn mong muốn là sẽ có thể hỗ trợ cho các bạn nhiều nhất có thể nên là dân mong là sẽ được gặp các bạn ở trong khóa luyện viết trong khóa đấy thì chúng mình cũng sẽ có bài tập về nhà các bạn cũng sẽ được chấm chữa chi tiết à, bởi các anh chị trợ giảng có ạ, à. thế nên là chúng mình hãy cùng trải nghiệm đi. ngày hôm nay chị đưa bài tập cho các bạn để các bạn trải nghiệm, các bạn làm, sau đó các bạn nhận cái phần nhận xét đấy, các bạn xem là các bạn đã làm đúng hay chưa, các bạn đã làm tốt hay chưa và nếu có thể thì chị sẽ rất là hy vọng có thể được gặp các em ở trong khóa luyện viết nhá nếu mà muốn đăng ký thì chị nghĩ là hãy đăng ký hôm nay ngay và luôn đi ạ còn buổi tối ngày hôm nay thì rất là hạnh phúc vì được quay trở lại cùng với các em và cũng rất nỗ lực mang tới cho các bạn một cái lượng kiến thức tuy không nhiều đâu nhưng chị tin là các bạn cũng đã có thể định hình ra được là nếu như trong cái quá trình viết thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý những điều gì được không ạ? À? còn ngày hôm nay thì à, có minh ngọc ơi có nhá có ạ à, có ạ à. nếu mà em vẫn còn băn khoăn thì em nhắn tin về fanpage để lấy bảng lộ trình của khóa học em nhé được không nào? Ok chưa ạ? Nhá? Thế nhá? Ok chưa ạ? Cảm ơn các em vì ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi học gần nhất chúng mình nhá. Ok ạ. À? Cảm ơn các em rất nhiều ạ. À. à làm sao để biết nghị luận xã hội và làm sao để biết tư tưởng đạo lý và hiện tượng đời sống á? Sẽ có một cái cách như này. Em sẽ đặt ra một cái câu hỏi. Đấy là liệu rằng 30 năm, 50 năm nữa cái vấn đề đấy nó còn có phải là một cái vấn đề được bàn đến hay không? Nếu như nó vẫn là một vấn đề được bàn đến thì nó thuộc về tư tưởng đạo lý. Nhưng em cũng đặt câu hỏi là cái vấn đề đấy liệu 30 năm, 50 năm nữa có còn được bàn đến hay không? Nếu nó không được bàn đến nữa, nó mang cái tính chất cập nhật ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ là hiện tượng đời sống ạ. Đấy là một cái cách. Đương nhiên là cũng sẽ có những cái đề như chị nói đấy. Cái ranh giới giữa hai cái nó mỏng manh lắm điều quan trọng là chúng ta biết làm thôi. đấy nên là các bạn sẽ chú ý đây cũng là một cái cách để các bạn có thể thử phân biệt nhá. ok không ạ rồi thì trên tinh thần như thế nha. cảm ơn các em rất nhiều, cảm ơn các bạn rất nhiều và nhớ là thử thử tìm hiểu thêm về khóa học nha. chị đã đăng tặng cho các bạn voucher trong hôm nay đây ạ. hẹn gặp lại các bạn trong buổi học gần nhất và cảm ơn các em rất nhiều nhá.